Bến xe miền. Như Nguyễn rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc dành cho bản tin của Sài Gòn TV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, 3 tháng 3. Ngay bây giờ, mời quý vị đến với những nội dung chi tiết. Khách sạn Giáp Vàng Don's by Wyndham Hà Nội Golden Lake ở Hà Nội sẽ được rao bán trong thời gian tới với giá khởi điểm là 250 triệu đô la Mỹ. Đây là thông tin được ông Nguyễn Hữu Đường, tức Đại gia Đường Bia, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, đồng thời là chủ khách sạn Giáp Vàng Don's by Wyndham Hà Nội Golden Lake xác nhận. Theo ông Đường, hiện có nhiều nhà đầu tư bày tỏ quan tâm đến khách sạn này. Don's by Wyndham Hà Nội Golden Lake được biết đến là khách sạn Giáp Vàng đầu tiên tại Hà Nội, nằm trên địa bàn phường Giảng Võ, quận Đống Đa. Khách sạn được khánh thành từ tháng 7 năm 2020 với vốn đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ. Khách sạn này có toàn bộ gạch ốp bên ngoài đều được phủ vàng 24K. Không chỉ vậy, bên trong cửa sảnh, cửa thang máy, nội thất cũng được phủ vàng. Khách sạn có 24 tầng cao với 360 phòng lưu trú, diện tích phòng tiêu chuẩn là 40-48m², phòng cao cấp hơn rộng khoảng 70-90m². Cao cấp nhất là căn suite tổng thống 184m², có thể phục vụ tới 10 khách, phòng penthouse hoàng gia có diện tích 170m². Để hạn chế tình trạng xe dù, xe từ các bến xe khác đi ngang bến xe miền Đông mới đón khách, lãnh đạo bến xe miền Đông mới kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh công bố lại hành trình chạy xe khách tuyến cố định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo bến xe miền Đông mới cho rằng tình trạng đón trả khách xung quanh bến xe miền Đông mới và các điểm lân cận như Suối Tiên, Định Hùng, ngã tư Bình Phước dọc các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 13, xa lộ Hà Nội diễn ra thường xuyên. Phần lớn các phương tiện đón trả khách trước bến xe miền Đông mới có tuyến hoạt động trong bến như không vào bến thực hiện lệnh xuất bến hoặc xe hợp đồng trá hình chạy ngang qua bến lấy khách. Các phương tiện xuất bến từ các bến xe liên tỉnh khác như bến xe An Sương, bến xe ngã tư ga, bến xe miền Đông quận Bình Thạnh có hành trình qua quốc lộ 13, quốc lộ 14 nhưng chạy sai hành trình vào quốc lộ 1 cũng là tình trạng đáng lo gần đây. Chưa kể, nhiều xe khách giường nằm đậu trên trục xa lộ Hà Nội trước nút giao Cát Lái hoặc tại bãi đậu xe nằm trên trục vành đai hạn chế, cứ chờ đến 22 giờ để vào nội thành đón khách. Để chứng chỉnh tình trạng bến cóc xe dù, đại diện bến xe này kiến nghị Sở Giao thông Vận tải công bố lại hành trình chạy xe giữa các bến xe khách liên tỉnh và hành trình của các tuyến đi ngang qua địa phận Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này nhằm hạn chế phương tiện dừng đón khách dọc xa lộ Hà Nội, nhất là xung quanh bến xe miền Đông mới, gây mất an ninh trật tự. Ngoài ra, đề xuất Sở Giao thông Vận tải xem xét cấm xe dừng nằm 24/24 vào trung tâm thành phố, không cấm từ 6 giờ đến 22 giờ như hiện nay. Ồn ào của nghệ sĩ Trấn Thành hiện vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây nhất liên quan đến ồn ào lần này, phía rạp chiếu phim đã chính thức lên tiếng. Theo đó, tối ngày 2 tháng 3, cộng đồng mạng lan truyền bài viết chia sẻ thái độ bức xúc của một nam thanh niên khi mua vé xem phim tại một rạp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Người này cho biết bản thân đã không được nghệ sĩ Trấn Thành hành xử đẹp trong lúc mua vé xem phim. Nguyên văn bài viết này như sau: đúng là những người hay nói đạo lý thì thường sống như, đây là nói về Trấn Thành. Tối qua đi coi phim ở C, suốt 23 giờ 20 phút, siêu lừa gặp Trấn Thành, Ân, Ali, Mạnh Quỳnh. Mình có nhường gia đình, ba người mua trước vì có cô đi xe lăn. Xong Trấn Thành đi từ sau lên thì C thấy đông khách mới mời qua chỗ máy kế bên mua vé. Trấn Thành bảo còn lại nhiều chỗ anh bao cả rạp thì mình đang chờ nãy giờ, có nói với Trấn Thành, cho em xin hai chỗ với anh, em đợi nãy giờ. Thì Trấn Thành nói, anh cần sự riêng tư em ơi, mình khá là thất vọng. Sự việc sau đó được lan truyền với tốc độ chóng mặt và trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên nhiều diễn đàn, hội nhóm. Mới đây nhất, liên quan đến ồn ào lần này, phía rạp chiếu phim đã chính thức lên tiếng. Cụ thể, sau khi nhận được phản hồi, đại diện rạp phim C đã liên hệ với chủ nhân của bài viết để đưa ra lời xin lỗi vì sự bất tiện trong quá trình trải nghiệm. Bên cạnh đó, phía rạp chiếu phim này đã gửi tặng 2 vé xem phim cho khách hàng này. Một nghệ sĩ khác cũng vướng phải lùm xùm về cách cư xử nơi công cộng, đó là ca sĩ Quang Vinh. Anh bị nói không nhường ghế cho trẻ em. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh ca sĩ Quang Vinh ngồi trên xe buýt cùng với chiếc vali. Đứng xung quanh Quang Vinh là nhiều em nhỏ. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ không tinh tế khi không nhường chỗ cho các bạn nhỏ. Tuy nhiên, Quang Vinh đã nhanh chóng lên tiếng phân trần. Một bức ảnh có thể nói lên nhiều ý nghĩa. Nếu bạn là người có ý tốt sẽ nghĩ tôi bị chật chân, nhưng nếu bạn có ý xấu sẽ nghĩ tôi là người giành chỗ ngồi của trẻ nhỏ. Vì vậy, tùy ai nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi là người của công chúng, tôi biết mình cần làm gì.
Được biết đây là một bức hình đã cũ vào năm 2017. Vào thời điểm đó, Quang Vinh cũng lên tiếng giải thích cho bức ảnh này. Anh khẳng định bản thân đã nhường chỗ nhưng gia đình đã từ chối vì không gian chật chội, các bé khó di chuyển và cũng vì quá trình trung chuyển ở sân bay khá nhanh. Ngay khi bức ảnh được chia sẻ, nhiều khán giả cũng đứng ra bảo vệ Quang Vinh. Họ cho rằng nhiều người dù không biết đầu đuôi câu chuyện nhưng vẫn có những bình luận tiêu cực nhắm vào nam ca sĩ. Một số ý kiến cho rằng, trừ bà bầu, người già và trẻ em dưới 2 tuổi là đối tượng ưu tiên thì mọi người đều bình đẳng như nhau. Vì có nhường ghế cho những người trẻ khỏe là tự ý thức của bản thân và không ai bắt buộc. Với động tác dứt khoát, nhanh gọn và chuẩn xác, một nam thanh niên đã giành thế chủ động, mau chóng khống chế được con chó hung dữ đang định lao đến tấn công mình. Hành động dứt khoát của anh thanh niên đã nhận được lời khen từ cư dân mạng. Theo đoạn clip ngắn ghi lại, nam thanh niên đang đi trên bãi đất trống thì bất ngờ bị một con chó to lao đến tấn công. Con chó mau chóng vồ lấy nam thanh niên, tuy nhiên anh này cũng nhanh trí ra đòn khống chế được con chó. Cùng lúc một con chó khác chạy đến định tấn công nam thanh niên, tuy nhiên khi thấy đồng loại đang bị nam thanh niên khống chế, con chó này liền bỏ cuộc chạy đi nơi khác. Hiện vẫn chưa rõ diễn biến tiếp theo của sự việc này như thế nào, thế nhưng hành động mưu trí nhanh nhẹn và dứt khoát của nam thanh niên nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Thậm chí có ý kiến còn gợi ý rằng nam thanh niên nên mở lớp dạy võ tự vệ khi bị chó tấn công bởi các chiêu thức mà anh tung ra quá chính xác và hiệu quả. Mới đây, mạng xã hội xôn xao những hình ảnh thông tin một người đàn ông khuyết tật tứ chi nhờ người đi đường bế ra điểm chờ xe buýt và bế lên xe. Một người dân đã giúp vẫy đón xe buýt và định bế người này lên xe, nhưng tài xế xe buýt không mở cửa. Cụ thể bài chia sẻ trên mạng xã hội: sáng nay mình ra bến xe buýt chỗ trước cửa Piazzo Lê Lợi, thành phố Vinh để gửi ít hàng, gặp một chú trung niên bẩm sinh mất tay chân nhưng chú vẫn ăn mặc sạch sẽ, nói chuyện đàng hoàng. Chú nhờ mình đợi một chút rồi bế lên xe buýt tuyến thành phố Vinh Cửa Lò. Đợi khoảng 8:30 thì xe đi tới và mình vẫy tay cho xe dừng lại, bế chú lên xe. Nhưng lấy xe buýt thì không mở cửa, còn người phụ nữ bán vé thì chỉ mở một ô cửa kính nhỏ và bảo không chở đâu, tí nữa ai bồng xuống. Xe chạy luôn trong sự ngỡ ngàng của mình và những người khác đang đứng chờ xe buýt. Có vẻ điều này cũng quen với chú rồi, nên chú chỉ cười. Mình đã cố tìm số tổng đài của xe buýt đó nhưng không tìm được. Liên quan đến vụ việc ngày 2 tháng 3 dẫn lời ông Nguyễn Viết Hùng, Chánh Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, đơn vị đã mời đại diện hãng xe buýt lên làm việc, xác minh một nhân viên của hãng xe từ chối phục vụ một người khuyết tật. Ông Hùng cho biết sẽ xử lý nghiêm hãng xe buýt từ chối chở người khuyết tật như thông tin phản ánh. Vừa qua, một tài khoản TikTok đã chia sẻ video ngắn ghi lại hình ảnh người đàn ông và em nhỏ đang vui đùa ở quán bên vỉa hè. Nhìn qua, nhiều người cứ ngỡ là hai bố con đang dùng bữa. Thế nhưng khi đọc dòng trạng thái và biết được sự thật, nhiều người rưng rưng nước mắt. TikToker TB viết: con là đứa bé đi bán hạt dẻ nhưng vì gặp chú lần nào chú đều mua cho con và đùa giỡn với con nên thành ra con bé coi là người thân quen. Tội quá, trẻ con có biết gì đâu, nó chỉ biết ai thương nó thì nó quấn. Đứng với chú quên cả đi bán luôn. Thì ra em nhỏ và người đàn ông không thân thích nhưng dường như giữa họ có mối quan hệ tình cảm khó nói thành lời. Nó được tạo nên từ sự tử tế và tình thương mà cả hai dành cho nhau. Được biết người đàn ông lúc nào cũng kiên nhẫn trò chuyện mua đồ hộ cô bé. Đồng thời anh cũng đối xử rất dịu dàng với em. Nếu có cơ hội sẽ giúp đỡ hết lòng. Phía dưới bài đăng nhiều người cũng để lại bình luận dành lời khen cho người đàn ông vì có tấm lòng tốt. Bên cạnh đó thì mọi người cũng thương xót cho hoàn cảnh em nhỏ khi còn ít tuổi mà đã phải mưu sinh kiếm sống. Ở khắp châu Âu, chính phủ các nước đang tìm cách áp dụng các chương trình khuyến khích đi xe đạp, trong đó có cả việc trả tiền cho những người đi xe đạp đi làm. Ví dụ như ở Hà Lan, từ năm 2006, các doanh nghiệp đã thưởng 0,19 euro cho mỗi km nhân viên đi xe đạp. Chính phủ sẽ trừ khoản tiền này vào tiền thuế người đó phải đóng. Nên nếu ai đi xe đạp 10 km mỗi ngày, 5 ngày một tuần thì có thể thưởng khoảng 450 euro một năm, tức hơn 11 triệu Việt Nam đồng. Còn tại Pháp, người đi xe đạp đi làm được nhận 0,25 euro cho mỗi km. Nếu tính theo năm thì mức trần được nhận là khoảng 200 euro, tức hơn 5 triệu Việt Nam đồng. Các nhà nghiên cứu cho thấy đi xe đạp giúp giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch, đồng thời lại đỡ bị mắc kẹt lâu trong các vụ tắc đường. Không phải Nhật Bản hay Singapore, Ấn Độ mới là nơi sở hữu ngôi làng sạch nhất thế giới, dù cho đây là một trong những quốc gia ô nhiễm nhất thế giới. Cái tên Malinon lần đầu tiên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng vào năm 2003 khi một nhà báo của tạp chí Discover gọi đây là ngôi làng sạch nhất châu Á. Malinon được duy trì một môi trường sống lý tưởng lâu như vậy chính là nhờ sự đồng lòng của cả cộng đồng. Mỗi buổi sáng, tất cả trẻ em trong làng đều cầm chổi quét đường trước khi đến trường. Các em cũng chính là những người chịu trách nhiệm dọn sạch các sọt rác bằng tre và phân loại chúng thành rác hữu cơ, nhựa tái sử dụng và rác có thể đốt được.
Những chiếc lá thu gom được chôn trong một cái hố lớn và biến thành phân trộn. Phần lớn nhựa được tái sử dụng trong cộng đồng và phần còn lại được đốt ở vùng ngoại ô. Hút thuốc và sử dụng đồ nhựa một lần bị cấm trong làng. Những chai lọ nhựa trong các thùng rác đa phần thuộc về các khách du lịch. Malinon là một trong số ít cộng đồng Ấn Độ mà mỗi hộ gia đình đều có nhà vệ sinh riêng. Toàn bộ ngôi làng hầu như chỉ sử dụng năng lượng sạch, chủ yếu là năng lượng mặt trời, cây cối và hoa cỏ trên đường phố cũng được thường xuyên chăm sóc. Các chuyên gia từ Đại học Florida cảnh báo giấy vệ sinh có thể chứa hóa chất vĩnh viễn độc hại, còn được gọi là chất PFOS và polyfluoroalkyl (PFAS) có liên quan đến một số bệnh ung thư, thậm chí là giảm số lượng tinh trùng. Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Môi trường vào ngày 1 tháng 3, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra các chất trong giấy vệ sinh được gọi là DPFA hoặc perfluoroalkyl phosphate diester. Những hợp chất tiền thân đó có khả năng trở thành các loại PFA khác nhau, cụ thể là một chất gọi là PFOA hoặc acid perfluoroarsenoic có khả năng gây ung thư. Những hóa chất vĩnh viễn này đã được phát hiện trong vô số mặt hàng phổ biến như mỹ phẩm, chảo chống dính, quần áo và cả những sản phẩm dành cho trẻ em. Với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, các nhà nghiên cứu đã phân tích giấy vệ sinh được bán ở châu Phi, Tây Âu, Bắc Nam và Trung Mỹ, chiết xuất PFA từ các mẫu giấy cũng như từ bùn thải, nước thải của các nhà máy. Sau khi phát hiện ra sự hiện diện của DPFA, các nhà nghiên cứu đã so sánh phát hiện của mình với dữ liệu từ các nghiên cứu về nước thải trước đó. Họ kết luận rằng giấy vệ sinh chiếm 4% DPFA, chất thường được tìm thấy trong hệ thống nước thải của Hoa Kỳ và Canada. Nhưng ở châu Âu, con số đó chiếm đã tăng vọt. Ví dụ ở Thụy Điển, DPFA chiếm 35% và ở Pháp, con số đáng kinh ngạc là 89%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.